Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình. Sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình, kể cả tự cao tự đại về trí óc, cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích. Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta. Chúng ta là mặt trời và mặt trăng, bạn thân thiết của tôi chúng ta là biển cả và đất liền. Mục đích của chúng ta không phải là trở thành nhau mà là nhận thức nhau, học cách nhìn và tôn trọng đối phương vì con người thật của đối phương. Ta đối lập nhau và hoàn thiện lẫn nhau. Tuổi trẻ chấm dứt khi tính vị kỷ, kết thúc sự trưởng thành bắt đầu khi ta sống vì người khác. Ngôi nhà không có sách là ngôi nhà nghèo nàn, thậm chí dù sàn nhà được trải toàn thảm đẹp và trên tường dán giấy trải tường và treo tranh quý giá. Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì. Cây cối là những thánh đường. Bất cứ ai biết cách nói với chúng, bất cứ ai biết cách lắng nghe chúng, có thể học được sự thật. Chúng không thuyết giảng hiểu biết và giáo huấn, chúng thuyết giảng luật sự sống cổ xưa, không chùn bước trước những đặc thù riêng. Chỉ bên trong bạn mới tồn tại hiện thực mà bạn khao khát. Tôi không thể cho bạn thứ gì mà không có sẵn bên trong bản thân bạn. Tôi không thể mở cửa triển lãm tranh nào cho bạn ngoài chính tâm hồn bạn. Vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên. Sự cô đơn là con đường mà số phận thử dùng để dẫn dắt con người tới với chính mình. Khi bạn thích ai đó, bạn thích bất chấp những khuyết điểm của người ấy. Khi bạn yêu ai đó, bạn yêu cả những khuyết điểm của người ấy. Giữ miệng khi người ta ngồi lê đôi mách, mỉm cười không thủ địch trước con người và các tổ chức, đền bù sự thiếu hụt yêu thương trên thế giới với nhiều yêu thương hơn trong những vấn đề nhỏ bé và riêng tư chính trực trong công việc, có lòng kiên nhẫn, bỏ qua sự đáp trả rẻ tiền đối với lời chỉ trích và nhạo báng. Tất cả những điều ta có thể làm được. Lý thuyết là kiến thức không hoạt động. Thực hành là khi mọi thứ đều hoạt động và bạn không biết tại sao. Viết rất tốt, nghĩ vẫn tốt hơn. Thông minh rất tốt, kiên nhẫn vẫn tốt hơn. Tôi đã phải trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ngu xuẩn, ác độc, sai lầm, buồn nôn, vỡ mộng và bi ai, chỉ để lại trở thành đứa trẻ và có bắt đầu mới. Tôi phải trải qua sự tuyệt vọng, tôi phải chìm xuống đáy sâu nhất của tinh thần, xuống những suy nghĩ về tự sát, để có thể trải nghiệm sự cao quý. Khi chúng ta cảm thấy khốn khổ và không thể chịu đựng cuộc đời thêm được nữa, cây cối sẽ nói với chúng ta: hãy yên lặng, hãy yên lặng, hãy nhìn tôi, cuộc sống không dễ dàng, cuộc sống không khó khăn. Đó là những suy nghĩ trẻ con. Mái ấm không ở đây hay ở đó. Mái ấm hoặc ở trong bạn, hoặc không ở đâu cả. Niềm tin và sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Người không bao giờ nghi ngờ sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng.
tôi bắt đầu hiểu rằng sự đau khổ, thất vọng và sầu muộn không tồn tại để làm ta khốn khổ, hay coi rẻ ta, hay tước đoạt đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi ta và khiến ta trưởng thành. Thường thì chính những người xứng đáng nhất lại là người không thể ngừng yêu thương những kẻ sẽ hủy diệt mình. Sắc đẹp không mang lại hạnh phúc cho người có nó, mà cho người yêu và thán phục nó. Tôi tin rằng tôi không chịu trách nhiệm cho ý nghĩa hay sự vô nghĩa của đời, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với điều tôi làm cho cuộc đời tôi. Mối đe dọa lớn nhất tới thế giới của chúng ta và nền hòa bình của nó đến từ những người mong muốn chiến tranh, những người chuẩn bị cho chiến tranh, và những người cố gắng khiến chúng ta đi theo kế hoạch của họ bằng những lời hứa mập mờ về hòa bình trong tương lai, hay bằng việc treo rắc nỗi sợ hay tiến hành xâm lược. Có người nghĩ giữ lại khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng đôi lúc, buông tay mới làm được điều đó. Không có ngôn từ, không có viết lách và không có sách, sẽ không có lịch sử, không có khái niệm về nhân loại. Không có hiện thực nào trừ hiện thực bên trong chúng ta. Đó là vì sao lại có nhiều người sống cuộc sống hão huyền như thế. Họ coi những hình ảnh bên ngoài là hiện thực và không cho phép thế giới bên trong khẳng định mình. Bạn biết rất rõ, sâu bên trong bạn, rằng chỉ có một phép màu duy nhất, một quyền năng duy nhất, một sự cứu rỗi duy nhất, và tên nó là yêu thương. Vậy nên, hãy yêu những đớn đau của mình. Đừng phản kháng nó, đừng chạy trốn nó. Chính sự căm ghét là điều gây tổn thương, không phải thứ gì khác. Mái ấm không chỉ là mái nhà trên đầu chúng ta. Mái ấm là nơi ta cảm thấy được yêu thương và nơi ta yêu thương người khác. Đó là nơi ta thuộc về. Tình yêu thương là điều làm nên mái ấm, không phải là đồ đạc bên trong ngôi nhà hay con số trên cửa. Mái ấm là những người chờ đợi ta sau bậc thềm, những người sẽ ôm lấy ta sau một ngày và hôn ta chúc ngủ ngon và chào buổi sớm mỗi ngày trong suốt cuộc đời ta. Hầu hết con người giống như chiếc lá lướt chao đảo trong không trung, rung rinh và rơi xuống mặt đất. Nhưng một số người lại giống như những vì sao đi theo một con đường xác định. Gió không chạm tới họ, họ có bên trong mình chỉ dẫn và con đường. Bạn đã học được bí mật của dòng sông chưa, rằng không có thứ gọi là thời gian. Rằng sông ở mọi nơi cùng một lúc, ở đầu nguồn và ở cửa biển, ở thác nước, ở bến phà, ở dòng chảy, trong đại dương, trên những ngọn núi, ở mọi nơi, và hiện thực chỉ tồn tại vì nó, không phải cái bóng của quá khứ hay cái bóng của tương lai. Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa. Người có can đảm và chí khí luôn khiến kẻ khác cảm thấy họ hung hãn. Tiếng gọi của cái chết cũng là tiếng gọi của tình yêu. Cái chết có thể ngọt ngào nếu chúng ta đáp lại bằng sự quả quyết, nếu chúng ta chấp nhận nó như một trong những hình thức vĩnh cửu vĩ đại nhất của cuộc sống và sự biến đổi. Mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa, mỗi phong tục và tín ngưỡng đều có tính cách riêng, những điểm yếu điểm mạnh riêng, cái đẹp riêng và sự tàn nhẫn riêng. Nó chấp nhận một số đau khổ nhất định khi cần thiết, kiên nhẫn chịu đựng một số cái ác nhất định. Cuộc sống con người thực sự khốn khổ, thực sự sa vào địa ngục chỉ khi hai thời đại, hai nền văn hóa, hai tôn giáo giao thoa. Bạn chỉ sợ hãi nếu bạn không hòa hợp với bản thân mình. Người ta sợ hãi vì người ta chưa bao giờ thừa nhận bản thân.
bên trong chúng ta có một người biết mọi thứ, quyết chí mọi thứ, làm mọi thứ tốt hơn bản thân ta. Nếu bạn căm ghét ai, bạn căm ghét một phần trong người đó giống một phần của mình. Điều không phải là một phần của ta không làm phiền ta. Cái cây nói: sức mạnh của tôi là niềm tin. Tôi chẳng biết gì về ông cha tôi, tôi chẳng biết gì về hàng ngàn đứa con mỗi năm nảy lộc đâm chồi từ tôi. Tôi sống tới tận cùng bí mật hạt giống của mình, và tôi không quan tâm tới điều gì khác. Tôi tin rằng Chúa ở trong tôi. Tôi tin rằng những nỗ lực của tôi là thiêng liêng. Tôi sống trên những niềm tin ấy. Tôi không có quyền gọi mình là người biết. Tôi đã và vẫn mãi là kẻ kiếm tiền, nhưng tôi đã ngừng chất vấn sách và các vì sao. Tôi bắt đầu lắng nghe lời truyền thụ mà dòng máu của mình thì thầm. Câu chuyện của tôi không dễ chịu, nó không ngọt ngào và hài hòa như những câu chuyện được sáng tác. Nó thấm đượm sự khờ khạo và hoang mang, sự điên rồ và những giấc mơ, giống như cuộc đời của tất cả những người không còn muốn tự lừa dối bản thân. Chúng ta giết chóc trong mỗi bước chân, không chỉ trong chiến tranh, bạo loạn và xử tử. Chúng ta giết chóc khi nhắm mắt lại trước sự nghèo đói, khổ đau và tủi thẹn. Cũng như vậy, tất cả sự bất kính đối với cuộc sống, tất cả nhẫn tâm, tất cả thờ ơ, tất cả khinh miệt đều chính là giết chóc. Bạn phải tìm được giấc mơ của mình, rồi con đường sẽ trở nên dễ dàng. Dòng sông đã dạy tôi lắng nghe, bạn cũng sẽ học được từ nó. Dòng sông biết mọi thứ, người ta có thể học được mọi thứ từ nó. Bạn đã học được từ dòng sông rằng sẽ tốt khi vươn xuống dưới, chìm xuống, tìm kiếm những đáy sâu. Ngôn từ không thể hiện được tốt suy nghĩ. Chúng luôn luôn trở nên hơi khác một chút ngay lập tức sau khi được nói ra, hơi bóp méo, hơi khờ dại. Tôi có thể nói với bạn điều gì giá trị đây, trừ rằng có lẽ bạn tìm kiếm quá nhiều, đến nỗi kết quả của sự tìm kiếm ấy là bạn không thể tìm thấy. Ôi, tình yêu không tồn tại để làm chúng ta hạnh phúc. Tôi tin nó tồn tại để cho ta thấy ta có thể chịu đựng được nhiều đến thế nào. Tất cả những người muốn tự sát đều có trách nhiệm chiến đấu chống lại sự dụ dỗ của tự sát. Mỗi người trong họ đều hiểu rõ đâu đó trong một góc của tâm hồn mình rằng tự sát, dù đúng là một đường giải thoát, là con đường thấp kém và đáng khinh, và bị cuộc đời chinh phục vẫn tốt đẹp và cao thượng hơn nhiều ngã xuống dưới bàn tay của chính mình. Mỗi chúng ta phải tìm thấy cho bản thân điều gì được cho phép, điều gì bị cấm đoán đối với mình. Một người có thể chẳng bao giờ vi phạm một điều luật nào và vẫn là một thằng khốn. Không gì vĩnh cửu thuộc về chúng ta là con sóng dâng trào để vừa với bất kỳ hình thái nào nó tìm thấy. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến một lần nữa, và bất cứ ai không thể ăn nó, uống nó, nếm nó, và ngửi nó sẽ không bao giờ lại nhận được nó trong suốt vĩnh hằng. Mặt trời sẽ không bao giờ lại tỏa sáng như ngày hôm nay. Nhưng bạn phải đóng vai của mình và hát, bài hát hay nhất mình có. Hãy phân biệt điều gì cần coi trọng, và hãy cười mọi thứ còn lại. Điều tôi tìm kiếm không hẳn là sự thỏa mãn một nỗi tò mò hay một đam mê đối với cuộc sống trần tục, mà là thứ gì đó ít điều kiện hơn nhiều. Tôi không ước ao đi vào thế giới với thẻ bảo hiểm cho sự trở về đặt sẵn trong túi, phòng khi phải đối mặt với thất vọng, như người lữ khách thận trọng sẵn lòng thỏa mãn với một cái liếc mắt nhìn thế giới. Ngược lại, tôi mong sẽ có hiểm họa, tai ương,
và nguy cơ để đối mặt. Tôi đói khát hiện thực, đói khát nhiệm vụ và hành động, và cả sự thiếu thốn và khổ đau. Vĩnh cửu chỉ là một khoảnh khắc, vừa đủ lâu cho một câu đùa. Cuộc sống chờ đợi ở khắp mọi nơi, tương lai nở rộ ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ và bước lên phần nhiều với đôi bàn chân của mình. Không thể truyền đạt sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan mà kẻ khôn ngoan cố gắng truyền đạt luôn nghe có vẻ xuẩn ngốc trong tai người khác. Kiến thức có thể được truyền đạt, không sự khôn ngoan thì không. Người ta có thể tìm thấy nó, sống theo nó, lập được những kỳ tích qua nó, nhưng không thể truyền đạt và dạy nó. Sự thật có hàng triệu khuôn mặt, nhưng chỉ có một sự thật. Thế giới mới đẹp để làm sao khi ta nhìn nó, không kiếm tìm, chỉ nhìn mà thôi, đơn giản và ngây thơ. Tôi đã luôn tin, và vẫn mãi tin rằng dù đến với ta là vận may hay tai ương, ta luôn có thể trao cho nó ý nghĩa, và biến nó thành điều gì đó đáng giá. Bên trong bạn có nơi tĩnh lặng và tôn nghiêm, nơi bạn có thể rút vào bất cứ lúc nào và là chính bản thân mình. Tuổi già là một trạng thái của tâm trí. Tuổi trẻ và tuổi già chỉ tồn tại giữa những người bình thường. Với những người tài năng và ưu việt hơn họ đôi lúc già nua, cũng như ta đôi lúc hạnh phúc, đôi lúc buồn bã. Người ham quyền lực bị hủy hoại vì quyền lực, người ham tiền bạc bị hủy hoại vì tiền bạc, người dễ phục tùng bị hủy hoại vì sự quỵ lụy, người tìm kiếm lạc thú bị hủy hoại vì lạc thú. Các quan điểm chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng có thể đẹp hay xấu, thông minh hay ngu xuẩn, ai cũng có thể hoặc ôm lấy chúng hoặc từ bỏ chúng. Sự hỗn loạn đòi hỏi được nhận thức và trải nghiệm trước khi cho phép người ta chuyển hóa nó thành trật tự mới. Bạn phải thử điều bất khả thi để đạt được điều khả thi. Mỗi người không chỉ là chính bản thân anh ta cũng đại diện cho sự độc nhất vô nhị, điểm vô cùng đặc biệt và luôn luôn quan trọng, luôn luôn đáng chú ý. Nơi những hiện tượng của thế giới giao thoa, chỉ một lần theo cách này, và không bao giờ lặp lại. Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc đời anh ta. Bạn phải tìm được giấc mơ của mình, nhưng không giấc mơ nào tồn tại vĩnh viễn. Mỗi giấc mơ lại có giấc mơ khác theo sau, và người ta không nên bấu víu lấy một giấc mơ nhất định. Người ta có thể van xin, mua, được trao, và tìm thấy tình yêu trên phố, nhưng nó không bao giờ có thể bị trộm lấy. Ý nghĩa và hiện thực không ẩn giấu đâu đó sau vạn vật, chúng ở bên trong, trong tất cả. Tôi hy vọng cái chết sẽ là hạnh phúc lớn lao như tình yêu thỏa nguyện.